Những ngày giữa tháng 7, dòng sông Côn đoạn chảy qua xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định trở nên ồn ào náo nhiệt bởi tiếng máy múc, xe tải khai thác cát hoạt động hết công suất. Người dân bức xúc cầu cứu vì đoàn xe chở cát từ mỏ cát của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Trực đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Tại đây, các xe tải hàng nặng chở cát múc trực tiếp dưới lòng sông, chất cao như núi, ngang nhiên cày xéo trên những con đường. Hầu hết các xe tải đều chở vượt quá chiều cao thành thùng, rơi vãi trên đường di chuyển. Hoạt động vi phạm pháp luật diễn ra ngang nhiên, thế nhưng vắng bóng lực lượng ngăn chặn và xử lý. Theo giấy phép khai thác khoáng sản số 68 ngày 29 tháng 6 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho phép công ty Minh Trực tiếp tục khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại sông Côn với diện tích 0,76 ha tại xã Nhơn Mỹ. Mục đích khai thác cát để phục vụ thi công các tuyến đường bê tông trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, thời hạn gia hạn giấy phép đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn tiến hành kiểm tra và lập biên bản tại mỏ cát của công ty Minh Trực. Thời điểm này, mặc dù đang khai thác, nhưng công ty đã thực hiện không đúng quy trình trong giấy phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, như không có biển công khai mỏ cát, biển cảnh báo nguy hiểm, camera giám sát tại mỏ. Nghiêm trọng hơn, lãnh đạo xã Nhơn Mỹ khẳng định công ty Minh Trực đã khai thác cát không đúng vị trí, cách vị trí được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép khoảng 30 mét. Đây là hành vi sai phạm. Còn cái việc này nói anh là bóng 2-3 ngày đây đâu. Ông lên là ông định ký là ông đổ xỉn, ông làm dòng này, dòng dòng đó, ông khai thác. Cái chỗ đấy là sai vị trí rồi đúng không anh? Nói chung là cách mấy chục mét. Lá như chỗ đầu dòng chưa? Dưới này thôi, bây giờ ông dẫn dòng đi lên. Cách sai vị trí. Ông Huỳnh Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Định cho rằng vấn đề xử lý vi phạm tại mỏ khai thác cát trên sông Côn của công ty Minh Trực, trách nhiệm đầu tiên thuộc về chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ và Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Định sẽ phối hợp yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn, Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ chủ động kiểm tra nội dung phản ánh của báo chí. Nếu mỏ cát thực hiện không đúng quy định cấp phép, gây ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên, thì Sở Tài nguyên Môi trường sẽ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi giấy phép.